chào các bạn nha. Nay mình quay cái anh thợ cưa này, anh hạ cái cây còng này các bạn ạ. Cây còng này tán cũng rất là rộng các bạn. Bây giờ anh đang leo lên trên đó nè các bạn. Tới trang ba đang ngồi đó các bạn, chuẩn bị kéo mấy tua lên nha, mấy tua anh gắn dưới này nè các bạn, nó mấy tua này, cái này anh xài estin nha các bạn. Ở đây coi anh cắt cái nhánh nào trước rồi mình quay cái nhánh hơn từng các bạn xem nha, từ đứng xa ra thấy các bạn ạ. Bây giờ chắc anh ngồi đó anh dối anh cắt cái nhánh dưới trước nè các bạn, nó nhánh dưới còn nó ngã qua đây nè, nó gần bên đây, bên gần ở bên cái mái nhà của ta này nè, cắt các bạn ơi. Ơi rồi rớt xuống các bạn ơi. Bây giờ anh cắt tiếp cái nhánh bên kia luôn nè các bạn, đó là nhánh luôn. Rồi ngã nó quá. Máy cắt thấy cũng rất là ngon các bạn. Còn ngồi ít tin máy rồi mình quay cái máy cho các bạn xem nha. Rồi các bạn ơi. Đây cái nhánh này dài quá, nó ngã nó đập qua mấy nhà tao bên nè. Rồi rồi các bạn ơi. Rồi 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 chặn nhánh còn lại các bạn. Ngã đó các bạn ơi. Ơi. Cùng bình anh thật coi cho đó luôn các bạn ơi. Bây giờ anh thả cái máy cưa xuống nè các bạn. Tí anh xuống anh thả gốc các bạn. Để mình nhìn coi cái máy cưa gì đây các bạn. Đây các bạn, máy cưa này các bạn. Đây máy cưa 240 các bạn. Đó, mới cắt xong các bạn. Giờ anh đang leo xuống rồi các bạn. Đây giờ anh xuống rồi các bạn. Rồi các anh thợ cưa anh mới mấy nhánh anh xuống nè các bạn. Giờ tới các anh thợ cưa chính này anh cột dây các bạn ạ. Cột dây đang anh hạ gốc luôn nha các bạn.
dịch giờ ảnh cưa cho nó chống xung quanh hết trơn rồi, đầu ảnh mới quét gốc này các bạn. Bây giờ anh chuẩn bị mở miệng nha các bạn. Đăng ký và nhấn chuông để nhận được những video cây okay mới nhất từ kênh Phi Miền Tây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video cây okay tiếp theo.